Trời các bạn thân mến, có một chiếc máy cày dân xài Sibora HD22 giá rẻ nè, có rơ mọt đàng hoàng, hộp số đồng tốc đồ đầy đủ ha. Thôi bán thử coi. Yeah. Bên 3 tầng. Rồi ok. Qua wow, đồ cứng không? Hả? Lắp này lắp lắp IPA nè. Cặp đăng IPA luôn. Cặp đăng này lắp trên nè. Lắp trên của IPA nè, cặp đăng này đang lắp dưới nè. Thắng tay luôn nè. Thắng cái lớp luôn á. Thắng tay luôn hả? Thắng tay luôn. Có thắng hơi không? Chưa gắn nè. Như vậy là mình gắn thắng này là thắng, của bánh trớn. Bánh trớn luôn. Thắng mâm. Đầu nó lâu ngày bị kẹt rồi. Đó đó, thắng đó. Rồi vô rồi đó, được rồi đó. Rồi. Thắng này luôn. Cái này để lớp luôn. Vỏ đâu cũng còn ok ha. Vỏ này xài tốt chứ có đâu ba cái vỏ sạc bây giờ. Mình mua nó đâu có bao nhiêu tiền đâu mà. Câu sau là câu gì? Câu Hino. Câu Hino. Câu Hino luôn mới giữ nha. Câu Hino. Thùng đồ sắt dày khủng ha. Có cái tôn này dày không nè. Cái tôn này bao đá giục luôn. Xài vỏ 825. Rồi, động cơ thì bao ngon. Cơ tuyệt vời ha. Nói chung dàn vỏ thì xuống hết ha, vỏ xuống hết thì nó êm. Nó đi nó êm. Nó xuống về chạy đường nhựa nó êm dạ, ha chứ không phải gì nó dàn dữ lắm. Hộp số này mấy số? 5 số. Số này hộp số gì ta? Đông Phen hả hay là hộp số? Cái này không phải hộp số Đông Phen đâu. Dạ. Số 5 số hả? 5 số. 5 số. 2, 3, 4, 5 số không có số mạnh đúng không? Không có số mạnh rồi. Số này không phải số Đông Phen đâu. Hộp này của Nhật chứ không phải của Đông Phen đâu. Dạ. Ừ. Thì cầu Đức Hino. Cầu Đức Hino. Đóng cái vàng gầm. Đóng cái vàng này là mê rồi ha. Vàng gầm. Vàng gầm đóng dày. Dạ. 20 hơn cây. 25 hơn cây. Sắc u. Không? Từ cái nhà này cũng chất lượng hơn. Rồi, ben bốn đường nghiêm chỉnh ha. Nói chung là chưa có bị miếng nhớt nào luôn, anh thấy không? Chích điếc đồ này nọ. Có cái này nó làm dở cái bát đó, thì mình về mình làm lại cái bát đó. Làm bát lớn đi. Đúng rồi. Làm bát lớn câu xuống. Còn cái chở cơm đó. Làm bát lớn câu xuống thôi. Đúng rồi. Phép cái lỗ câu xuống thôi gì đâu. Đúng rồi đó, nó y vậy, nó chỉ có chủ yếu. Nhưng mà em chở có mấy tấn thôi gì đâu. Cái bát này nó làm nghiêm rồi, nó chỉ có hàng cái này dở nè. Đúng rồi. Thay vì nó cắt tấm ngang. Đúng rồi, tấm ngang. Tấm ngang nó làm ở đây, nó chế, nó ráp miếng tí xíu. Mở đồ riêng. Cái đó rụng mà dễ rụng. Thấy không? Đúng rồi. Nói chung là nói chung vào máy rồi này nọ là eco ok, hộp số ngon á, không có nhớt nhau rồi ha, đầu kiếp rồi không nhớt nhau rồi. Coi máy coi. Hai ngàn đồng hồ giờ còn chạy không?
ấy là đồng hồ giờ thấy còn chạy không? Đâu dở dở máy lên kìa. Máy hơi còn ngon quá. Thôi khỏi dở bình, máy hơi còn ngon quá. Bình để cả tháng mấy tháng rồi mà đè vẫn nổ rồi. Cả năm rồi đó. À vậy hả? Rồi quá ngon. Ok. Rồi em chạy tới ve lui nha. À, mới lên anh chạy em ve tới ve lui lại rồi vô số rồi nó dễ không? À, nó ngon không? Ngọt không? Này bán được liền đó mà. À. Có khi ta đang kẹt tiền cái gì ta mua. À. Rồi. Quay bánh đến sao không? À. Rồi, quá ok rồi. Tuyệt vời. Cái số này á mình chạy à nó có số trên nè, cần nó có gạch số trên. Rồi em chạy vô luôn đi. Quá ngon, không có tí khói luôn. Rồi tắt máy đi, được rồi đó. Không, hát đồ đá Dương á, quăng thép để hoài. Hồi xưa ta vậy vui. Cái này nó hơi gò.